Thực ra để mà nói thì đây đúng là một cái ngôi nhà mà nó như là bước từ trong cái thiết kế 3D ra ấy. Hồi bé em hay chơi xích đu to như thế này à? Cái này gọi là nhật thực hay nguyệt thực đấy? Có mặt ở khu đô thị Vista Logo, Nam An Khánh, Hà Nội. Hôm nay nhà F sẽ giới thiệu đến mọi người một công trình phải nói là rất đặc biệt, nơi mà chúng ta sẽ cách xa với khói bụi ồn ào ngoài kia và hòa mình với không gian rất là xanh của thiên nhiên. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà chúng tôi ngày hôm nay đi review nhà lại bắt gặp một cái ngày mà thời tiết phải nói là vô cùng tuyệt vời. Tiết trời thu Hà Nội, gió hiu hiu, nắng nhẹ. Và ngày hôm nay thì nhà F cũng sẽ mang đến cho mọi người một công trình mà nếu như mọi người yêu thích phong cách tối giản thì chắc chắn là sẽ không thể bỏ qua được. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chương trình nhé. Giới thiệu tới quý vị khán giả cũng như là anh Thư thì như anh Thư đã vừa giới thiệu, ngày hôm nay chúng ta đang có mặt ở tại khu đô thị Vista Lago. Và như mọi người thấy thì tất cả những ngôi nhà ở trong khu đô thị này nó đều mang cái hơi hướng thiết kế của vùng Địa Trung Hải. Tức là chúng ta sẽ thấy được là mái ngói này, rồi cổng vòm này và rất nhiều cây xanh ở trong những ngôi nhà này. Và ngôi nhà ngày hôm nay chúng ta thì sẽ có diện tích khoảng 480m2 diện tích lô đất. Còn diện tích xây dựng ở bên trong một sàn cũng khá rộng rãi, lên đến khoảng 250m2. Còn lại là không gian sân vườn như mọi người đang thấy. Ngôi nhà này thì anh Thư thấy không, là có một khoảng gara này để chúng ta có thể đỗ xe vào nhà này, để xe đạp, để xe máy và có thể trồng rất là nhiều cây xanh ở bên ngoài. Vâng. Với không gian sân vườn như thế này thì Thư thấy sao? Đúng như ban đầu chúng ta đã nói ra, đấy là khi bước vào đây thì em đã có cảm giác thực sự rất là an tĩnh, nhẹ nhàng, yên bình. Và với một người mà có xu hướng yêu thích thiên nhiên như em thì việc đề co nhiều cây xanh như thế này là một điểm cộng rất là lớn anh ạ. Không chỉ là có sân trước đâu mà ngôi nhà này còn có một khoảng sân sau cũng yên bình, cũng yên tĩnh không kém. Đây, còn đây chính là cái lối đi vào cửa chính của ngôi nhà ngày hôm nay. Như mọi người thấy là vẫn có sự xuất hiện của rất là nhiều cây xanh này. Có bậc tam cấp để mà chúng ta đi vào nhà theo một cách thoải mái nhất. Và đứng ở đây thì nhìn ra bên ngoài, cái không gian rất là thoáng. Và trong này thì mọi người sẽ thấy là có một cái ưu điểm nữa ở trong thiết kế của ngôi nhà này nhá. Ngôi nhà này thì bật mí mọi người là thiết kế ở bên trong rất rất đẹp. Nhưng mà trước khi chúng ta vào bên trong thì bên ngoài này mình có một cái khu vực mà đánh giá rất cao. Đó chính là kệ trang trí kiêm tủ giày. Cái việc mà chúng ta để tủ giày ở bên ngoài như thế này ấy, thì nó hoàn toàn không gây ảnh hưởng một chút nào đến cái không khí ở bên trong nhà. Khách vừa đến đây cởi giày ra để bên ngoài, sau đó đi vào trong nhà, quá ok luôn. Bên này sẽ là cái chỗ để mà ngồi đi giày này. Đấy, rất là thuận tiện đúng không? Cái chỗ này nó cũng như là một khu vực để tiếp đón khách ấy anh nhỉ? Em hay tiếp khách ở bên ngoài sân à? Đón khách. Đón khách đúng không? Anh xin lỗi, anh nghe nhầm. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thay giày và đi vào trong nhà để cùng giới thiệu tới các quý vị khán giả nội thất ở bên trong ngôi nhà này. Bước vào không gian ở trong nhà thì cảm nhận đầu tiên của anh Thư là như thế nào ạ? Có lẽ là vì căn nhà này sử dụng những tông màu như là trắng này, kem này, nên là cái cảm giác đầu tiên của em đấy là một cảm giác rất là gần gũi và ấm áp. Thực ra để mà nói thì đây đúng là một cái ngôi nhà mà nó như là bước từ trong cái thiết kế 3D ra ấy. Phải nói là nó rất đẹp. Cái gam màu của nó làm cho chúng tôi khi bước vào đây nó cảm giác đúng thật là ấm áp. Mọi người nhìn thấy cái bộ bàn ghế này nó giống kiểu kẹo bông ngòn không? Nhìn nó cứ kiểu lãng mạn, nhìn nó mơ màng ấy nhỉ. Công nhận là đẹp thật đấy. Lâu lắm mình mới đi review nhà, mình gặp một cái căn mà được thiết kế theo cái phong cách tối giản minimalism mà nó lại đẹp đến như thế này. Ở trong căn nhà này nhá, nó tuân theo chủ nghĩa tối giản một cách phải nói là hơi gọi là cực đoan một chút, tức là nó quá tối giản luôn. Tất cả những cái gì mà gia chủ không dùng đến sau khoảng một khoảng thời gian độ khoảng tầm 1-2 tuần là nó sẽ không xuất hiện đây nữa. Để đảm bảo cái sự gọn gàng ở trong ngôi nhà này. Đây là một ngôi nhà mà chủ nhà cũng đã sinh sống được một khoảng thời gian cũng tương đối dài rồi đấy. Thế nhưng mà chúng ta mỗi khi bước vào đây thì đều cảm giác như đây là một công trình mẫu. Bởi vì nó quá là gọn gàng. Và những người mà theo cái phong cách tối giản này thì mình cũng đánh giá rất là cao bởi cái sự gọn gàng đấy của người ta. Bây giờ thì các em mình sẽ đi một vòng nha. Ở chỗ này nó chính là không gian sinh hoạt chung cũng như là phòng khách của gia chủ. Thì nó cũng đơn giản thôi. Có một bộ sofa như mọi người đang thấy này. Có bàn trà. Bàn trà thì chất liệu là đá terrazzo cho những ai quan tâm nhé. Ở dưới thì vẫn có thảm. Ở trong nhà này nó sẽ là cái phần sàn là chất liệu bê tông mài này.
phía bên tường này thì đơn giản thôi, chỉ có mỗi một chiếc TV. Và đằng sau bức tường này thì nó là cái khu vực ban thờ của gia chủ, được đặt ở một chỗ rất là kín đáo, khéo léo và tinh tế. Đi sâu vào trong này một chút thì chúng ta sẽ có một cái góc để mà gia chủ có thể ngồi lên để chơi đàn. Đó, chơi đàn ở đây thì những cái không gian ở dưới nhà đều có thể là nghe thấy được. Và vào trong này thì anh chưa biết đây là cái gì không? Cái này thì gắn liền với tuổi thơ của em anh ạ. Đây là gì? Một chiếc xích đu ạ? Xích đu, đây là một chiếc phản bay. À. Một chiếc phản bay mới đúng. Hồi bé em hay chơi xích đu to như thế này à? Nhà anh thì không có xích đu to này, mà anh gọi đấy là phản. Và cái phản này thì được gia chủ cũng như là kiến trúc sư thiết kế một cách khá hay. Nó treo lơ lửng ở trên để làm gì? Để các con của gia chủ có thể ngồi ở trên này đung đưa. Một cái không gian rất là tuyệt vời và thú vị nhỉ? Dạ, vâng. Nhưng mà chống chỉ định là ngồi uống rượu trên này nhá. Dễ say lắm đấy ạ. Say đấy. Và em thấy là cái thiết kế này nó cũng như một cái điểm nhấn cho một cái không gian mà được tối giản như thế. Và ngoài ra thì ở phía dưới này là cũng được trải sỏi này. Rất là cầu kỳ luôn. Phía bên này nữa mình vừa phát hiện ra là nó giống như kiểu là hình ảnh của cái này gọi là nhật thực hay nguyệt thực đấy. Cái này là thì em tìm hiểu lại. Nói ra nhỡ sai khán giả kiện chết. Khán giả nói đúng không? Nếu mà khán giả biết thì thử comment ở phía dưới xem hộ anh em tôi đây là nhật thực hay nguyệt thực nhá. Giúp anh Thư tí. Và anh Dê có một điểm em để ý đấy là cái thiết kế vòm như này được lặp lại ở khá nhiều vị trí. Đúng rồi. Nên là cũng tạo cái sự đồng nhất trong thiết kế chung của cả căn nhà. Em nói rất đúng. Có một điểm mà anh thấy khá hay là cái ngôi nhà này ấy, cái thiết kế bên ngoài nó theo cái thiết kế chung của cả khu này, nó là thiết kế địa trung hải. Và ở trong nhà thì gia chủ cũng như là kiến trúc sư cũng đã thiết kế rất khéo léo để làm sao nó vẫn mang những cái nét thiết kế ở bên ngoài vào bên trong này. Đó chính là cái sự đồng bộ. Có những ngôi nhà mình đi thì ở bên ngoài có thể là địa trung hải, nhưng mà bên trong người ta thiết kế theo kiểu hiện đại hẳn thì nó cũng có những cái sự khác biệt. Mình không nói là không hay, nhưng mà ở ngôi nhà này thì nó tuân thủ theo cả cái thiết kế bên ngoài nữa, nó tạo sự đồng nhất. Và có một điểm nữa mình đánh giá rất cao, đó chính là cái ngôi nhà này thì hệ thống điện này, đèn điện chiếu sáng này, hay là những cái cửa gió điều hòa đều được đặt ở những cái chỗ rất là tinh tế. Nó không phả thẳng vào đầu những người mà đứng hay là ngồi ở trong những cái không gian phòng ăn hay phòng khách. Còn ở trong này thì chúng ta sẽ thấy sự hiện diện của phòng ăn cũng như là bếp. Thì anh Như thấy sao với không gian này? Thực ra là bây giờ em mới để ý cái mà anh vừa nói đấy, là ở trong không gian này thì những cái cửa gió điều hòa nhá được bố trí thực sự rất là hợp lý. Nó ở kế bên chứ không bị phà thẳng xuống người sử dụng bàn ăn ấy. Đúng rồi. Thì sẽ giúp cho mọi người thoải mái hơn, và với những người mà không? Đấy hay ảnh hưởng đến sức khỏe như em ấy thì cũng sẽ an toàn hơn. Và có một điều nữa đấy là đèn cũng được bài trí rất là phù hợp, rất là thông minh. Đúng không rồi. Bị dõi thẳng xuống, mà em thấy là thiết kế này rất là tinh tế. Đúng rồi, ngồi ăn mình sẽ không bị chói mắt. Và ở trên phía khu vực bàn ăn này chúng ta cũng sẽ có một chiếc đèn chùm, để nói là thiết kế nó cũng tối giản không kém với là thiết kế chung của ngôi nhà ngày hôm nay. Đó, bàn ăn thì được làm bằng chất liệu gỗ thôi. Cái gỗ sáng màu nó cũng rất là hợp với cả toàn bộ cái không gian của ngôi nhà này. Phía bên này chúng ta sẽ có một khu vực bếp, mà trước đây mình cứ hay nói mọi người là mọi người nên thiết kế cái tủ bếp kịch trần. Nhưng ở trong nhà này là không có tủ bếp kịch trần nữa, mà người ta còn thiết kế một cái tủ bếp đỉnh cao nữa cơ. Đó chính là tủ bếp âm tường luôn. Tủ bếp này thì bụi bẩn là chào thua luôn rồi. Có thể là chúng ta chỉ cần phải lau cái bề mặt ở bên ngoài này thôi là lúc nào nó cũng sạch sẽ, chứ không cần phải mất nhiều công để vệ sinh. Cái thiết kế này hay thật. Phải nói là đây là lần đầu tiên mình thấy cái thiết kế tủ bếp mà kiểu âm mà tường như thế này. Và anh Duy biết không, đây là một gia đình em rất là thích. Tại vì với những người phụ nữ mà có chiều cao khá là khiêm tốn như em thì em sẽ rất thích những cái gian bếp mà chúng ta không phải với lên. Thế nhưng mà nhá, đối với cái thiết kế này thì vẫn sẽ được bố trí rất là nhiều những cái ngăn để đúng chúng rồi. Ta có thể thoải mái lưu trữ những cái đồ dùng thiết bị làm bếp. Nên là anh tôi cảm thấy rất là thích gian bếp này. Nên là nếu mà quý vị khán giả nào mà cảm thấy yêu thích thì có thể tham khảo ứng dụng với khu bếp của nhà mình xem như thế nào nhá. Đúng rồi, có một cái điều mà mọi người nên nhớ khi mà thiết kế khu bếp là chúng ta nên luôn luôn thiết kế thật nhiều tủ vào. Bởi vì có nhiều tủ thì trong bếp mình có nhiều chỗ để đồ. Và đấy, như mình đã vừa nhắc lại là cái ngôi nhà này là gia đình đã về ở lâu rồi. Tuy nhiên thì khu bếp vẫn phải nói là như mới thật. Rất gọn gàng, sạch sẽ. Mà theo cái phong cách tối giản này thì hầu như là mọi người sẽ thấy là nhà chẳng có đồ gì cả. Cứ như kiểu là thiếu đồ thôi, nhưng mà đồ nó xuất hiện khắp mọi nơi đấy nhá. Ở trong những cánh tủ này là rất nhiều bát, đĩa, nồi niêu xoong chảo. Thế đúng nhưng à. Mà không có một cái nào lộ diện cả. Đấy, tạo cho chúng ta cảm giác nó thực sự là thoải mái, thực sự gọn đấy. Ai mà thích cái phong cách gọi là tối giản này hoặc là bị OCD ấy, thì bước vào trong ngôi nhà này là chắc chắn thích. Yeah. Chính xác ạ. Có một cái điểm duy nhất nó thò ra ở trong ngôi nhà này đó chính là cái máy hút mùi này. Thực ra là cũng có nhiều người bảo là tại sao không thiết kế cái máy hút mùi mà nó có thể là giấu ở đâu đấy, hay là nó thò lên tụt xuống. Thì thực ra là mình cũng thấy là những cái máy hút mùi nó ok thôi, nhưng để mà đạt được cái hiệu quả
hút mùi tối ưu nhất ấy. Thì những chiếc máy hút mùi mà truyền thống như thế này này nó mới đảm bảo được, tức là cái hơi nước nó sẽ bốc lên trên này, nó hút thẳng vào luôn đó. Có thể là gia chủ lựa chọn cái lựa chọn an toàn hơn. Và cái ngôi nhà này thì nó cũng có cái cửa sổ bên ngoài, bây giờ thì mình cũng tiện mở ra để ảnh hưởng đến cái chất lượng ghi hình, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có một ô cửa sổ để khi nấu ăn thì gia chủ có thể mở ra để nó tăng thêm cái sự thông thoáng trong khu bếp này. Em thấy là cái chất liệu rèm này cũng rất là phù hợp thiết kế chung của căn nhà, nó làm cho ánh sáng kiểu dịu hơn ấy, nó rất là ấm. Đúng rồi, nó không bịt kín ánh sáng, ánh sáng vẫn có thể len lỏi qua những cái khung cửa này, nhưng mà nó cũng không kiểu là tối quá, đúng không? Phải nói là thiết kế ngôi nhà này xuất sắc thực sự luôn ấy. Đến đây là anh em của tôi là đều bị bất ngờ. Đấy, phải nhắc lại là lâu lắm mới đi một căn mà tối giản nó đẹp như thế này nhỉ. Vừa rồi là những không gian ở dưới tầng 1 của ngôi nhà ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tiếp tục những không gian riêng tư hơn của gia chủ. Như mọi người có thể thấy thì phần cầu thang cũng được thiết kế rất là đơn giản, rất là tối giản thôi. Và phần lan can thì cũng không hề cầu kỳ, đúng không anh? Đúng rồi. Chỉ được thiết kế bằng những cái bức tường uốn quanh này, rất là mềm mại, tinh tế. Và em nghĩ rằng là tuy nhìn đơn giản thế này thôi, nhưng mà chắc chắn là để làm ra được cái thiết kế như thế này thì kiến trúc sư cũng như là chủ nhà cũng phải đặt rất là nhiều tâm huyết, cũng như là khá là cầu kỳ đấy ạ. Đúng rồi, như anh vừa nói mọi người nhìn xem, cầu thang là được uốn cong, gọi là tiệm tót một cách nó rất là mềm mại, phải nói rất là đẹp, mà nhìn cũng đơn giản nhỉ. Dạ, vâng. Để phù hợp với cả phong cách tối giản ở trong ngôi nhà này. Thế bây giờ thì mình xem phòng ngủ nào trước nhỉ? Cái này đi ạ. Cái này nhá. Ok. Rồi, mời em. Phòng ngủ thì thực ra để mà nói là cái điểm mà mình đánh giá cao ấy, đó chính là công năng của phòng ngủ, chứ không phải là những cái đồ decor hay là đồ trang trí đâu. Vì mọi người nhìn vào trong này, mọi người sẽ không thấy được những cái sự xuất hiện của tranh này, hay là tivi này, hay là những thiết bị giải trí, mà đơn thuần nó là một không gian để nghỉ ngơi, để gọi là học tập của gia chủ. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là có một chiếc bàn học này. Bàn học ở đây có rất là nhiều ngăn kéo, có một chiếc tủ quần áo ở bên này, và chỗ này sẽ là không gian để nghỉ ngơi với một chiếc giường ngủ. Và ở đây bên ngoài em yêu thích. Đấy, anh biết ngay là em sẽ yêu thích không gian ở bên ngoài này. Em rất thích những cái nơi mà có cửa sổ lớn như thế này. Nhưng mà cái điều hay đây là nó có ban công, nên là ánh sáng sẽ không hắt trực tiếp vào trong giường ngủ. Đúng rồi. Đấy, em rất là thích. Ôi, lại là nhiều cây xanh anh ạ. Đây đúng là không gian kiểu hợp để mình chữa lành luôn đấy ạ. Quay trở lại không gian ở trong phòng ngủ này thì có một chi tiết mà lúc nãy mình quên không giới thiệu với mọi người. Đó chính là ngoài cái tủ quần áo này ra thì ở phía bên trên chúng ta có một chiếc điều hòa. Và chiếc điều hòa này thì được đặt ẩn náu ở bên trong những cái khe cửa như thế này. Thì khi mà gia chủ mở điều hòa ấy, là gió bay là chỉ thoang thoảng ra ngoài thôi. Nó không phả thẳng xuống cái khu vực giường ngủ ở phía bên kia. Do vậy là những người mà nghỉ ngơi, ngủ ở trong căn phòng này thì cái giấc ngủ nó cũng sẽ êm ái và thoải mái hơn. Phía bên trong này thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của phòng vệ sinh. Anh thì thấy sao nào? Đối với thiết kế này thì em cũng đánh giá rất là cao, bởi vì là bồn rửa đã được thiết kế ở bên ngoài thì sẽ tối ưu sử dụng cho chúng ta. Có thể là 2-3 người cùng sử dụng một lúc. Ngoài này thì mọi người có thể là rửa tay này, chỉnh trang này, đánh răng rửa mặt. Còn bên trong thì có thể là tắm ấy chẳng hạn. Ở bên trong này thì cũng có rất là đầy đủ các thiết bị như là sen đứng này, vách ngăn này, hay là bồn cầu, nói chung là cái gì cũng có. Và ở bên trong cái ngôi nhà ngày hôm nay chúng ta thì có đến tận 5 phòng ngủ cơ. Do vậy chúng tôi sẽ chỉ chọn ra 2 phòng ngủ để giới thiệu cho mọi người. Và đây là phòng ngủ thứ 2. Và nếu như mà mình là chủ nhân của ngôi nhà này thì đây chính là phòng ngủ của mình này. Với gam màu hường rất là đồng bộ, đúng không? Mình yêu màu hường mà. Màu hường sinh ra là dành cho anh Duy đấy ạ. Đấy, căn phòng phải nói là có cái màu sắc rất là nhẹ nhàng, dễ chịu. Một chiếc giường ở đây này, tủ quần áo vẫn như thường lệ sẽ được đặt ở bên này. Phía bên này sẽ là bàn học chắc chắn rồi, bởi vì sao? Nó nằm ngay cạnh một chiếc cửa sổ rất là lớn để cung cấp ánh sáng cho các bé ngồi đây học thì không lo là thiếu ánh sáng này. Và lúc nãy anh Thư đứng ở đây thì hỏi là tại sao anh ơi, ở phòng này điều hòa lại không có cái khe gió như ở bên kia nữa. Thì tại vì sao? Tại vì điều hòa phòng này nó không phả thẳng đi đâu cả, nó phả xuống đây thôi, cho nên là không cần thiết, đúng không? Rồi, trong phòng này thì vẫn không thiếu một cái phòng vệ sinh được đặt rất là gọn gàng ở trong góc bên này. Phải nói là thiết kế của căn nhà này tuyệt vời luôn đấy. Đây, toàn bộ hệ thống đèn điện nhá cũng được thiết kế khéo léo, nó né toàn bộ cái khu vực giường ngủ ra. Do vậy là khi mà chúng ta nằm ở trên giường ấy là ánh sáng nó cũng không chiếu trực tiếp vào mắt. Đây là những điều mà nếu như những ai đang theo dõi chương trình ngày hôm nay mà thiết kế nhà thì chúng ta nên lưu ý nhé. Tủ bếp thì nên là kịch trần ở âm ở tường, đèn ở trong những cái phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung không nên dọi thẳng vào người mà ngồi ở dưới để tạo ra những cái sự thuận tiện và dễ chịu. Ở trong này thì có một chi tiết mà mình nghĩ là chúng ta không thể bỏ qua,
Đây mọi người nhìn thấy không ạ? Một chiếc cửa sổ được thiết kế vòm hình tròn này rất là tinh tế, rất là duyên dáng. Và ở bên ngoài nhá thì cũng được để có cây xanh. Thứ để ý thì ở căn nhà này bất kỳ một vị trí nào chỉ cần có thể thôi, có vị trí trống thôi là sẽ được đặt những cái chậu cây rất là xanh mát như thế này. Và mình nghĩ rằng nếu mà một ngày làm việc mệt mỏi mà được ngâm mình ở đây thì thực sự rất là thư giãn, rất là chill luôn mọi người ạ. Và ngay bây giờ thì anh em chúng tôi đang có mặt ở trên tầng 3, nơi mà gia chủ đặt sân phơi này, những phòng ngủ này, một phòng tập gym này. Nhưng mà cái điều mà làm chúng tôi ấn tượng nhất ở trên không gian này ấy, mọi người thấy không, là cái cục giếng trời này. Nãy mình đi cầu thang mình cứ hỏi là tại sao mà cầu thang sáng thế nhỉ? Hóa ra là ánh sáng là được cung cấp xuống dưới từ cái cục giếng trời này. Và phải nói là cái giếng trời này nó rất hiệu quả nha, anh biết không? Bởi vì là ban ngày ấy, đi hầu như là mình không cần phải bật đèn. Mà từ tầng 1 cho đến tầng 3 là đi cầu thang là nhìn rõ lắm. Dạ vâng ạ. Là tạo ra cái sự an toàn cũng là dễ chịu khi mà chúng ta di chuyển ở cái cầu thang này. Đấy, đấy cũng lại là một cái điểm cộng ở trong ngôi nhà ngày hôm nay. Này, may mà đi với anh Duy, phát hiện ra rất nhiều những cái chi tiết rất là tinh tế mà nếu là em thì em sẽ không thể nhận ra ngay được. Đúng rồi, mọi người biết sao không? Em mình là chuẩn bị xây nhà mà. Em xin vía của anh nhé. Dạ vía nhé. Quả thực đây là một căn nhà rất là đẹp và có thiết kế rất là tinh tế và cũng không kém phần độc đáo. Vậy thì anh Duy không biết là với căn nhà này thì thiết kế lên đến giá trị là khoảng bao nhiêu tiền anh? Sao nói đến câu mà hỏi giá trị mua nhà em lại em hơi rén rén. Hơi rén à, thích nhưng mà lại không biết là giá bao nhiêu đúng không? Dạ, thực ra đây là cũng là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm đấy. Cái ngôi nhà này cái chi phí hoàn thiện từ thiết kế cho đến tất cả những cái món đồ nội thất ở bên trong nó sẽ rơi vào khoảng 5,5 tỷ đồng. Còn tổng giá trị của ngôi nhà ngày hôm nay ở tại khu Vista Lago nó sẽ là rơi vào khoảng gần 30 tỷ đồng. Gần 30 tỷ đồng. Em có đủ tiền chưa? Em thấy thế thì hơi kỳ. Hơi kỳ á? Kỳ đấy. Nào mình mới có một căn nhà như thế này ạ? Rất cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng em chúng tôi. Và không biết là có những ai đang theo dõi chương trình ngày hôm nay mà yêu thích phong cách tối giản như thế này không? Mọi người có thể comment ở phía dưới nhá. Và trong thời gian tới thì nhà em sẽ còn quay lại với rất nhiều video hay và đặc sắc. Và trong thời gian chờ đợi thì mọi người đừng quên bấm vào nút like, đăng ký để ủng hộ anh em chúng tôi nhá. Còn bây giờ thì xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.